quý vị đang xem chương trình thời sự nóng nhất, mới nhất. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn những nội dung thông tin như sau. Xin chào quý vị và các bạn đã trở lại với tin mới. Với những tin tức về đợt lũ lụt kinh hoàng đang diễn ra tại Trung Quốc, thưa quý vị và các bạn, đài CGTN dẫn thông tin từ Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc CENC. Sáng ngày thứ Hai, một trận động đất 5,1 độ Richter đã xảy ra tại quận Cổ Giã, thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc. Trận động đất mạnh đến mức có thể cảm nhận được rung lắc ở Bắc Kinh và Thiên Tân. CENC cho biết tâm chấn được ghi nhận ở 39,78 độ Vĩ Bắc và 118,44 độ Kinh Đông với độ sâu 10 km, chưa có báo cáo về thương vong. Văn phòng thông tin của chính quyền thành phố Đường Sơn cho biết việc ứng phó khẩn cấp đang được thực hiện. Tỉnh Hà Bắc đã ra mức ứng phó khẩn cấp động đất cấp 3, mức thấp thứ 2 trong 4 cấp. Lực lượng cứu hỏa được triển khai đến quận Cổ Giã. Công ty đường sắt cũng đã lập tức có kế hoạch khẩn cấp ngừng hoạt động các chuyến tàu qua khu vực này và kiểm tra cơ sở vật chất. Năm 1976, thành phố Đường Sơn từng ghi nhận trận động đất 7,8 độ Richter và dư chấn 7,1 độ Richter 15 giờ sau đó khiến 240 người thiệt mạng. Tình hình đập Tam Hiệp nóng hơn bao giờ hết trong những ngày mà mưa lũ bất thường diễn ra phức tạp ở Trung Quốc và mực nước trên sông Trường Giang liên tục tăng cao. Nhiều lo ngại cho rằng con đập lớn nhất thế giới có nguy cơ không chống đỡ được lượng nước khổng lồ từ thượng nguồn sông Trường Giang. Giới chức Trung Quốc bác bỏ khả năng này và khẳng định đập Tam Hiệp được thiết kế để đáp ứng được dòng chảy mạnh nghìn năm có một lên tới 70.000 mét khối mỗi giây và là cỗ máy khổng lồ để điều tiết dòng nước lũ trên sông Trường Giang. Vậy khi mùa mưa lũ bắt đầu, đập Tam Hiệp vận hành như thế nào? Cách đập Tam Hiệp kiểm soát nước lũ sông Trường Giang. Theo Tân Hoa Xã, hồ chứa của đập Tam Hiệp độ cao 175m so với mực nước biển vào mùa đông hàng năm trước khi mùa lũ kéo tới và mùa hè năm tiếp theo. Hồ chứa của đập Tam Hiệp sẽ tiến hành xả nước dần để đảm bảo đủ sức chứa nhằm kiểm soát lũ và khi mùa lũ đến vào mùa hè, đập sẽ ngăn nước để hạ đỉnh lũ ở vùng hạ lưu của sông Trường Giang. Từ màn hình ở trung tâm điều hành đập Tam Hiệp, các chuyên gia theo dõi lượng nước và tình hình mưa bão ở lưu vực sông Trường Giang. Các ban ngành quản lý làm việc với Bộ Tài nguyên nước để quyết định lượng nước cần xả vào thời điểm phù hợp để xả nước. Những quyết định này được đưa ra sau khi xem xét nhiều yếu tố khác nhau như dòng chảy và mực nước ở hạ lưu sông Trường Giang. Sau đó, Trung tâm điều hành đập Tam Hiệp sẽ thực hiện theo những chỉ thị cụ thể. Theo Tân Hoa Xã, khi trận lũ đầu tiên của năm nay trên sông Trường Giang kéo đến vào tháng trước, đập Tam Hiệp chứa khoảng 30% lượng nước chảy vào giúp hạ đỉnh lũ ở hạ lưu. Trong video do Tân Hoa Xã quay vào những ngày đầu tháng trước, mặt nước trên đỉnh đập Tam Hiệp vẫn êm đềm dù nước liên tục chảy vào từ các nhánh sông trên thượng nguồn. Mực nước ở đỉnh Tam Hiệp ở độ cao khoảng 150m so với mực nước biển, cao hơn khoảng 80m so với mực nước ở hạ lưu sông Trường Giang. Theo Tân Hoa Xã, ngoài việc ngăn nước lũ, đập còn tận dụng nước lũ để sản xuất điện, tạo ra lợi ích kinh tế. Vào thời điểm lượng nước ở thượng nguồn đổ về tương đối cao, 34 máy phát điện của đập có thể tạo ra lượng điện đủ đáp ứng cho cả thành phố Bắc Kinh trong mùa hè. Vào đầu tháng trước, sông Trường Giang hứng đỉnh lũ đầu tiên trong năm 2023, đập Tam Hiệp cũng đã hứng dòng nước lũ đạt đỉnh với lưu lượng lên tới 59.000 mét khối trên giây vào lúc 14 giờ ngày đầu tháng trước theo giờ địa phương và đã mở 3 cổng xả lũ. Hai ngày sau đó, Ủy ban nguồn nước Trường Giang đưa ra thông báo nâng mức ứng phó khẩn cấp để kiểm soát lũ từ mức 4 lên mức 3 khi Trung Quốc vừa bước vào mùa lũ chính. Hệ thống ứng phó khẩn cấp để kiểm soát lũ của Trung Quốc có 4 mức, trong đó mức 4 là mức thấp nhất. Mưa lũ bất thường đến sớm nhiều ngày qua cũng đã khiến mực nước trên sông Hoàng Hà, con sông dài thứ hai ở Trung Quốc dâng cao. Đập Tiểu Lạc Đệ, con đập lớn nhất trên sông Hoàng Hà cũng đã tiến hành xả lũ. Kính thưa quý vị khán giả, dòng nước lũ đổ xuống tỉnh Hà Nam khiến Trung Quốc phải triển khai quân đội để ngăn chặn vỡ đập. Trong tuần này, đã có 2 đập ở Trung Quốc bị lũ lụt phá hủy. Mưa lớn và nước lũ dâng cao đã làm ngập hầu hết tỉnh Hà Nam hôm thứ Ba tuần vừa qua. Các trạm tàu điện ngầm ở thành phố Trịnh Châu ngập trong nước và nhiều phương tiện giao thông bị cuốn trôi. Tuy nhiên, đêm ngày thứ Ba, thành phố Lạc Dương với 7 triệu cư dân đối mặt với một mối đe dọa khác. Vỡ đập Y Hà Than, con đập này ngăn nước từ sông Hoàng Hà.
quân đội Trung Quốc thông báo đập đã có một vết nứt dài 25m và toàn bộ cấu trúc đập có thể vỡ bất cứ lúc nào. Trong một bài đăng trên Weibo, quân đội Trung Quốc cho biết đã triển khai binh sĩ sẵn sàng cho nổ đập để chuyển hướng dòng nước lũ. Theo Shanghai Daily, có khoảng 25.000 binh sĩ và cảnh sát vũ trang đã đến đập Yatan và một con đập khác để ngăn dòng nước lũ. Lũ lụt vốn phổ biến trong mùa mưa ở Trung Quốc, tuy nhiên tốc độ phát triển quá nhanh tại quốc gia này trong vài chục năm nay đã dẫn đến việc thêm nhiều con đập được xây dựng và kết quả là các con sông từng giúp xả lũ đã bị chuyển hướng. Khi hai con đập ở Nội Mông vỡ hồi tuần này, 26.000 hecta đất và hàng chục cây cầu cũng bị phá hủy. Theo Hoàn Cầu Thời báo, khoảng 19.000 cư dân địa phương bị ảnh hưởng, nhiều người phải sơ tán. Nhân dân Nhật báo đưa tin có ít nhất 21 người đã thiệt mạng và khoảng 120.000 người phải sơ tán ở thành phố Trịnh Châu. Trung Quốc cho biết số người chết trong trận lũ hồi tháng trước ở miền Trung nước này đã lên đến con số 362, trong đó vẫn còn hơn 20 người vẫn mất tích. Số liệu trên gấp 3 lần so với con số được công bố hồi tuần trước. Tuần vừa qua, chính quyền địa phương cho biết thành phố Trịnh Châu, thủ phủ tỉnh Hà Nam, là nơi bị ảnh hưởng nặng nhất với 312 người thiệt mạng và 50 người mất tích. Tại các khu vực khác của tỉnh cũng ghi nhận 5 người mất tích. Thành phố Trịnh Châu với 12 triệu dân đã trải qua 3 ngày mưa liên tiếp. Nhiều người dân mắc kẹt trong toa tàu điện ngầm, bãi đậu xe và hầm đi bộ khi dòng nước dâng cao. Thị trưởng Hu Hong cho biết đã phát hiện 59 thi thể tại các bãi đậu xe ngầm và nhiều vị trí dưới từ hầm khác. 25 người thiệt mạng trên tuyến số 5 của mạng lưới tàu điện ngầm thành phố. Hình ảnh và video chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy nước lũ dâng đến cổ hành khách trên tàu điện ngầm. Lượng mưa ở Trịnh Châu trong 3 ngày qua là khoảng 637,1mm, gần bằng lượng mưa trung bình năm của thành phố là 640,8mm. Các chuyên gia nhận định các hiện tượng thời tiết cực đoan như lũ lụt và hạn hán nghiêm trọng sẽ ngày càng trở nên bình thường vì là hệ quả của biến đổi khí hậu. Tân Hoa Xã đưa tin tuần trước chính phủ Trung Quốc thông báo đội ngũ điều tra sẽ xem xét cách xử lý lũ lụt và đề xuất các biện pháp tăng cường ngăn chặn thảm họa. Người dân đã kêu gọi chính quyền chịu trách nhiệm về các thiệt hại. Vợ một nạn nhân thiệt mạng trong tàu điện ngầm cho biết, bà sẽ kiện điều hành tàu điện vì thiếu trách nhiệm. Tin tức về số người thiệt mạng khiến dư luận Trung Quốc dậy sóng. Các cảnh quay từ trên cao cho thấy công tác sửa chữa dọc theo một con đập bị vỡ ở thành phố Vu Hồ thuộc tỉnh An Huy, miền Trung Trung Quốc. Một số đập trên hồ Bà Dương, hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc cũng đã vỡ trong vài ngày qua. Theo dữ liệu từ Trung tâm Vệ tinh Thời tiết Quốc gia Trung Quốc, hôm Chủ nhật vừa qua, mực nước tại hồ đã đạt mức cao kỷ lục trên khắp miền Nam Trung Quốc. Ít nhất 175 người đã chết và hàng triệu người đã được sơ tán do lũ lụt. Thưa quý vị khán giả, ít nhất 31 người thiệt mạng hoặc mất tích và hơn 28.000 người bị ảnh hưởng do lũ lụt tại Trung Quốc từ đầu tháng trước. Hoàn Cầu Thời báo hôm qua đưa tin, Ủy ban Bảo tồn nước sông Hoàng Hà đã ban bố cảnh báo lũ ở tại thượng nguồn sông Hoàng Hà do mưa lớn khiến mực nước tại các con sông và hồ chứa dâng cao. Hoàng Hà là con sông lớn thứ hai tại Trung Quốc sau sông Dương Tử. Lưu lượng nước lũ trên sông Hoàng Hà chạy qua trạm thủy văn Lan Châu, tỉnh Cam Túc vào tối thứ Sáu là 3.000 mét khối trên giây. Mực nước trong hồ chứa của các đập Long Dương Hiệp, tỉnh Thanh Hải và Lưu Sa Hiệp, tỉnh Cam Túc đang tiến gần tới giới hạn lũ. Các tỉnh Thanh Hải, Cam Túc, Ninh Hạ và khu tự trị Nội Mông có thể bị ảnh hưởng vì lũ lụt trên sông Hoàng Hà. Trong khi đó, tại đập Tam Hiệp trên sông Dương Tử, mực nước trong hồ chứa vào tối thứ Năm là 166,18m, cao hơn mức cảnh báo lũ hơn 20m. Cục Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc ngày thứ Năm cho biết, tính từ đầu tháng này, có 19.000 ngôi nhà bị sập do mưa lũ tại 24 tỉnh, thiệt hại kinh tế lên 9,51 tỷ đô la Mỹ. Thưa quý vị, mưa lớn cũng đã gây lũ, đã khiến Phượng Hoàng Cổ Trấn, địa điểm du lịch nổi tiếng ở Hồ Nam Trung Quốc ngập nặng trong những ngày qua. Video trên mạng xã hội Trung Quốc Weibo cũng như Twitter cuối tháng trước cho thấy thị trấn 2.500 tuổi bị nhấn chìm trong dòng lũ. Phượng Hoàng Cổ Trấn nằm trên một nhánh sông Trường Giang, nơi đang ghi nhận mực nước tăng cao bất thường do mưa lớn tại Trung Quốc. Tân Hoa Xã trích lời quan chức Bộ Thủy lợi Trung Quốc, ông Wang Zhangli rằng, kể từ đầu tháng trước đến nay, 250 con sông khắp Trung Quốc, tức 92% tổng số sông đã vượt mức cảnh báo, chủ yếu là ở các vùng như Quảng Đông, Quảng Tây, Quý Châu, Hồ Nam, Hồ Bắc, Tứ Xuyên, Trùng Khánh và An Huy. Lũ đã ảnh hưởng đến 13 triệu người ở 13 tỉnh thành ở phía Nam Trung Quốc, trong đó có tỉnh Hồ Nam.
trang Taiwan News đã đặt nghi vấn liệu lũ lụt tại Phượng Hoàng Cổ Trấn có liên quan đến việc đập Tam Hiệp trên sông Trường Giang xả lũ vào cuối tháng trước. Tuy nhiên, tờ China đã chỉ ra những điểm bất hợp lý của nghi vấn trên. Rõ rệt nhất là Phượng Hoàng Cổ Trấn và đập Tam Hiệp có sự liên quan hầu như không đáng kể. Cụ thể, con sông Đà Giang ở Tương Tây chảy qua Phượng Hoàng Cổ Trấn sẽ hòa vào sông Nguyên ở Hồ Nam. Đây là một nhánh của Hồ Động Đình nằm ở lưu vực sông Trường Giang, còn đập Tam Hiệp nằm ở một khúc sông Trường Giang tại Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc. Trong khi đó, trang China News hồi tuần trước đã đăng một video Phượng Hoàng Cổ Trấn trở lại bình thường. Dù mực nước sông vẫn còn cao, một vài du khách đã đi lại tham quan và chụp ảnh. Nhiều khu vực rộng lớn của Trung Quốc đang nỗ lực khắc phục thiệt hại của trận lụt nghiêm trọng nhất sau nhiều thập niên. Một tuyến đê đang được sửa chữa và thêm nhiều người được giải cứu. Nhiều tỉnh thành hiện đã áp dụng mức cảnh báo đỏ, bao gồm thành phố Vũ Hán ở miền Trung, thành phố Nam Kinh ở phía Nam và 3 tỉnh ở phía Đông và Đông Nam. Một tuyến đê ở một trong những hồ nước ngọt lớn nhất của Trung Quốc nằm ở phía nam nước này đã được sửa chữa hôm vừa qua sau khi bị vỡ vào tuần trước. Theo truyền thông Trung Quốc, một trong ba con đập ở Hồ Bà Dương, tỉnh Giang Tây đã bị vỡ do mưa lớn và nước lũ tích tụ ảnh hưởng đến hơn 8.500 người tại 15 ngôi làng gần đó. Theo các nhà phân tích, lũ lụt ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh tế ở nhiều khu vực khác của Trung Quốc, đặc biệt là trong xây dựng và nhu cầu về thép và xi măng. Một số ngành đang giảm sút sau khi tăng mạnh hơn dự kiến trong quý 2. Cũng trong cùng ngày, Cơ quan Quản lý Ngân hàng và Bảo hiểm của Trung Quốc đã công bố các biện pháp tăng hỗ trợ tín dụng và cho vay, cũng như cung cấp bảo hiểm cho các khu vực bị lũ lụt gần đây. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.